con chào chú nha. Dạ, dạ. Chào chú nha. Dạ. Chú vô mua đồ ha. Chú vô mua đồ. À, wow. Cho khách vô quá đã, khách vô, khách vô. Chị về trà vô, cho khách vô, chị làm 20 năm rồi mà không có kinh nghiệm gì vậy ta. Có cần người phụ không vậy? Hả? Có cần người phụ không? Biết rồi đấy vậy. Bán mua dây chai 20 năm luôn hả? Chừng nào mở dừa vậy? 20 năm là người ta mở được dừa rồi đó. Hay là chị đi phân phối chị cho lẹ? Ừ, chị này gấp quá, chị dây chai này hơi bị gấp nha, hôm nay gấp quá. Chắc chị biết trời mưa sao quý cô chú chị. Trời đang chuyển đen rồi, đúng rồi. Gấp nha, chắc chị biết trời mưa. Chị lát nữa mà trời mưa xuống là cháu không nổi đâu anh. Thông thường là chỉ mua 20 năm là chỉ nhìn thiên thời đi lại là chỉ biết là trời muốn mưa nên là tranh thủ đó, hối hối đi chở thùng giấy. Nè, trên tủ lạnh của ve này. Đó. Rất là nhiều nha quý cô chú. Tủ lạnh của ve này quá trời luôn này. Tủ lạnh. Nó chiếm chỗ rất là nhiều luôn, nó mà không có cái tủ lạnh. Đúng rồi. Đó, bán luôn cái tủ đi. Ờ bán luôn. Mình đang niêm phong đồ của bên đó. Tòa án chưa ra quyết định mà đâu có được đụng mua đồ bên đó đâu. Tủ nó đâu có xài được nữa đâu, giờ chỉ có đem đi cho người ta không lấy nữa đó. Mình không có quyền. Không có quyền không? Dạ. Đó, tất chỗ, rất là tất chỗ đó luôn, cả nhà ông đó. Theo như anh biết là chị này nãy giờ chị cũng đang định xin cái tủ lạnh đó. Hả? Chị đang định xin cái tủ lạnh đó. À. Ờ. Nhưng mà không, tại chỗ không được đâu chị ơi, tủ lạnh không lấy được đâu. Hả? Ủa vậy? Vậy? Vậy là sao vậy? Thật hiểu không? Trời ơi. Đó. Bắt đầu nha, tôi sẽ đến giờ, làm đi. Như làm xong là có thưởng không? Nhưng mà chị mở đại lý chưa? À, chú ra nữa, khoan, chú ra nha. Chú bắt ra nha. À, bắt ra đường này luôn bắt. Để lên xe để chỉ chở về công ty ve chai. Công ty ve chai chuẩn bị là chỉ đi kiếm những cái công trình khác để mua tiếp ha. Một ngày gì thì chị mua được bao nhiêu chiếc xe hả chị? Hai chiếc hả? Xe chị về chở 2 chiếc hả? Đó, chẳng còn không nữa rồi. Quá trời lên ha, một ngày của chị Hồng Loan bán này. Cả nhà nhìn có thể biết là cái số lượng khủng như thế nào chị Loan xuất đi trong ngày ha. Một thùng là 700 thùng luôn đó cả nhà. Cả nhà nhìn cơm trái, rau mình kịp hàng này cả nhà. Xuất nhập hàng rất là nhiều nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Là coi như là khủng luôn á. Tại vì thùng lỡ bụng, thùng lỡ lớn chứ không phải là thùng nhỏ nha. Đúng rồi, vậy cả nhà mình thấy cái thùng này là biết là chị Hồng Loan xuất hàng, nhập hàng liên tục ha. Chứ là những cái thùng này là 1.000 vải là chứa trong đó là mỗi một thùng như vậy là 60-70 đơn hàng đó. Thì chị Hồng Loan cho mấy cái thùng giấy này cho chị này rất là nhiều nha quý cô chú chị. Cái này như là bán bán anh học hỏi kinh nghiệm dây chai, nếu mà sau này là YouTube mà không phát triển là anh sẽ chuyển qua người dây chai. Hỏi chị có tuyển nhân viên không? Ồ mà em hỏi chị một xíu nha, nếu mà muốn mở cái vựa da chai thì mình phải có bao nhiêu năm trong nghề thì hả? Bao nhiêu năm trong nghề chị có thể chia sẻ với anh em YouTube ở đây tí xíu luôn. Ngồi xuống đây chị luôn. Ờ những trái chó. Mấy chục năm mới mấy chục năm. Năm mới vậy là chị mới 20 năm rồi chị còn thiếu 10 năm nữa hả? Năm nay chị được nhiêu rồi? Hả? Năm nay chị được nhiêu rồi? Nhiêu là nhiêu? Nhiêu tuổi rồi? 50 tuổi rồi. Chị 50 hả? Rồi 10 năm nữa là chị mở tập đoàn dây chai luôn đúng không? Chứ không mở đại lý nữa. 50 rồi, tới 10 năm nữa là chị 60 rồi mở tập đoàn luôn. Chứ còn mở chị đại lý nữa, ít quá. Chị định mở đại lý hả? Trong và ngoài nước luôn, xuất khẩu ở nước ngoài ha. Xuất giấy, xuất khẩu từng giấy. Nói chung là chị này cái vườn cũng mua hết nha, quý cô chú chị. Chai nước ngọt cũng mua nữa nè, cũng có các cái luôn ha. Cũng mua luôn hả? Chị mua xe gắn máy không? Chưa bán xe tôi cho chị luôn. Hiện tại là một cô này đến lấy thùng giấy rất là nhiều nha cả nhà. Rất là nhiều. Vậy.
Nhiêu đây em biết chở hết nổi không trời? Nhiêu đây sao chở hết vậy? Nhiều quá. Nó chở một xe nào khó chở dữ à. Wow, rất là giỏi luôn á. Wow, rất là nhiều luôn ha nè. Cô này thật sự là quá đỉnh luôn. Dạ thì vé cũng khá là dài rồi, thôi xin kết thúc vé tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã yêu mến và theo dõi nhé.